Nước sinh hoạt là điều kiện không thể thiếu trong các gia đình. Vậy mà ở thôn Thụy Lân, xã Thanh Long, huyện Yên Mỹ, đã gần 2 tháng nay người dân không có nước sạch để dùng. Chiếc giếng khoan này đã được gia đình ông Ngân bỏ từ lâu để sử dụng nước sạch do nhà máy nước Trung Hưng cấp. Tuy nhiên, hơn một tháng nay, ông Ngân đã phải sửa lại để lấy nước dùng. Điều đáng nói là ngay cả chiếc giếng khoan này cũng không đủ cung cấp nước do mạch nước sâu, chỉ bơm được một lúc là hết nước. Quá là vất vả. Nhà ai như này thì ai có đâu nước mà xin được. Vô cùng là khó khăn đấy. Không riêng gì gia đình ông Ngân mà tất cả các hộ dân trong thôn đều lâm vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Nhiều hộ lại không có giếng khoan, đã phải đi xin gạn từng xô nước nhỏ về dùng. Hàng ngày là không có nước sinh hoạt để dùng. Con nhà em là con bé, xách nước vo gạo là phải xách từng xô một. Nó thiếu nước sạch đến mức độ như thế cơ mà. Thế bà con lại phải dùng lại những cái giếng cũ, bơm lên thì nó vàng rồi là nó đóng cặn rất là nhiều. Thế mà mùi thì nó lại tanh. Biết là cái nước giếng khoan là không đảm bảo, nhưng mà vì là bây giờ không có nước sạch thì bắt buộc phải dùng. Công ty nước thì có hôm thì coi như cũng nhắn lên các cái nhóm về sử dụng nước thì bảo tối nay là Thụy Lân là có nước, nhưng mà cuối cùng nó mở hết khóa ra để hứng nước nhưng không có. Ngay sau khi nhà máy nước Trung Hưng có chủ trương cấp nước sạch về xã Thanh Long vào năm 2020, trên 500 hộ dân thôn Thụy Lân đã thực hiện việc mua đồng hồ đấu nối nước của nhà máy để sử dụng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, việc cung cấp nước không thường xuyên, ngày có, ngày không, và hơn một tháng trở lại đây là mất nước hẳn. Giữa cái nắng như đổ lửa, người dân nơi đây vừa phải đối mặt với việc cắt điện luân phiên, vừa phải chống chọi với cơn khát nước sạch kéo dài nhiều ngày qua, khiến nhân dân hết sức bất bình. Thời gian mất nước quá dài rồi, nhân dân bức xúc rất là nhiều. Chúng tôi đã ý kiến ở hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo với Đảng ủy, Ủy ban nhân xã Thanh Long. Qua tìm hiểu, nhà máy nước Trung Hưng hiện cung cấp nước cho hai xã Thanh Long và Trung Hưng do Trung tâm Nước Sinh hoạt và Vệ sinh Môi trường Nông thôn tỉnh quản lý. Giải thích cho việc mất nước, đơn vị cho biết do thôn Thụy Lân nằm ở cuối tuyến của đường ống nước sạch, địa hình cao, cùng với đó là việc sử dụng nước vượt quá công suất. Việc chậm khắc phục sự cố của nhà máy nước Trung Hưng đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của người dân. Vì vậy, đề nghị đơn vị và ngành chức năng sớm vào cuộc khắc phục. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trong các chương trình sau.